Trùm quân bà con đã biết hết bà con ha. Nhưng mà chắc là bà con cũng có người ta gọi là trùm ngây. Cho nên chắc bà con trùm quân hay trùm ngây nó cũng là một thôi nha bà con. Như vậy thì trùm quân hay trùm ngây nó cũng tốt vô cùng cho sức khỏe đó bà con à. Khi ta ăn nó tốt vô cùng cho sức khỏe. Nhưng mà chúng ta quên, nhưng đừng nhớ là trùm quân trùm ngây là nó là nguy hiểm cho sức khỏe. Ăn nhiều nó sẽ thừa canxi, làm cho sức khỏe chúng ta mệt mỏi, khó chịu toàn thân, làm cho mất ngủ, khó ngủ. À bà con nhớ là không ăn vào buổi tối trùm quân hay trùm mấy ngày, còn gọi là đó trùm ngây hay là trùm quân. Bé từ 10 tuổi trở xuống ăn được 20 gram, bà bầu không ăn, người lớn ăn được 40 gram một ngày, ăn 5 ngày nghỉ 2 ngày. Đây là loại thân gội liệu. Nhưng mà bà con ăn, bà con nhớ bỏ hạt nha bà con. Giống nó là thân cây gỗ thuộc nhà họ liễu, nó sống vùng thấp hay vùng rừng mưa trên núi ở Đông Nam Á rất nhiều. Nguồn gốc của nó là cà ri nị là Ấn Độ nha bà con. Trái chín vào tháng 8, tháng 9 hàng năm. Nó chín vào tháng 8, tháng 9 hàng năm bà con à. Sau một tuần là trái tự động rụng, chưa chín chúng nó màu xanh, màu chín thì màu tím đậm, ăn thấy vỏ chua và vỏ ngọt là đúng nha bà con. Trùm quân hay trùm ngây bà con biết rồi, nhưng mà nó rất nguy hiểm khi ta ăn trùm quân hay trùm ngây này. Ăn nhiều nó thừa canxi, làm cho sức khỏe mệt mỏi, khó chịu toàn thân. Đó bà con không, khó chịu toàn thân, làm cho mất ngủ, khó ngủ. Ăn vào buổi tối trùm quân còn gọi là trùm ngây nữa nha bà con. Bé từ 10 tuổi trở xuống không ăn, từ 10 tuổi trở xuống không ăn. Người lớn ăn 40 gram một ngày, ăn 5 ngày là nghỉ 2 ngày. Như vậy tới ăn bỏ hạt, có người gọi là bỏ hột nha bà con. Đây là loại thân cây gỗ thuộc họ nhà liễu, sống ở vùng thấp hay là vùng mưa trên núi ở Đông Nam Á rất nhiều. Nguồn gốc của chúng là ở cà ri nị, là ở Ấn Độ đó bà con. Trái chín vào tháng 8, tháng 9 hàng năm. Sau một tuần là trái nó tự rụng rung nặng, nặng rụng là trái nó tự rụng. Chứa màu xanh, màu vàng tím đậm. Như vậy là có vị chua và vị ngọt là chúng ta ăn được. Nhưng mà bà con ơi, đó nên về kênh chúng tôi một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bệnh gì nên ăn gì, bệnh gì nên uống gì. Cho nên bà con thấy chia sẻ giùm cho mọi người cùng mạnh khỏe, cùng khỏe mạnh. Và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nha bà con. Bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi.